Xin chào cô chú anh chị, quay lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn. Và hôm nay là một mẫu xe sedan hạng C mà giá chỉ loanh quanh thấp hơn Vios luôn anh chị. Đẹp nè, sang trọng hơn, tiện nghi hơn mà giá chưa tới 500. Dung giới thiệu đến anh chị Mazda 3 2018 nha. Xe này biển Sài Gòn luôn và mới đi có 33.000 cây thôi anh chị. Mời anh chị đi một vòng quanh thân xe với Dung nha, để mình xem form dáng nè. Đó, anh chị thấy Mazda này đẹp khỏi phải bàn rồi. Thiết kế mắt rắn cực kỳ đẹp ha, sedan hạng C. Vuốt cái dáng xe đẹp nè, thể thao nè, mà mang màu xanh Carbonside, cái tên nghe đã sang mà cái màu thì lại càng đẹp. Đó anh chị đi ra ngoài, đặc biệt là khi mình ra nắng á, màu xanh này nó ánh lên rất là đẹp luôn nha anh chị. Form dáng thì đẹp cực kỳ khỏi phải nói rồi. Thiết kế đèn đẹp từ trước ra sau luôn, cùng ngôn ngữ thiết kế 2018. Phía sau này có một cái cản gió phía trên đó nè, anh chị sẽ thấy là cực kỳ đẹp luôn. 2018 33.000 cây biển Sài Gòn thì Dung đang chào chị có 480 triệu luôn. Anh chị có sedan hạng C nè, đẹp nè, sang trọng hiện đại nè, cửa sổ trời nè, phanh tay điện tử, ga tự động, lẫy chuyển số vô lăng, đầy đủ tiện nghi và tính năng thông minh mà chỉ có 480 triệu thôi. Mời anh chị cùng Dung đánh giá chi tiết chiếc xe này nha. Và hiện tại thì bên Dung vẫn đang rất là cần mua, thu mua rất là mạnh luôn nha anh chị, đặc biệt là những dòng xe đẹp đi ít như là Mazda nè. Bên Dung thì anh chị thấy đa số là xe đẹp, xe đi ít thôi, vì những dòng xe này thì bên Dung sẽ mua rất là cao, cao hơn thị trường ít nhất là từ 10 triệu, thu mua tận nơi luôn và sẽ hỗ trợ nhanh chóng mọi thủ tục giấy tờ, đặc biệt là xe anh chị đang vay ngân hàng thì bên Dung sẽ hỗ trợ anh chị xóa giấy chấp cùng với anh chị ra ngân hàng lấy cạc vẹt về, đó, hỗ trợ tất tần tật mọi thủ tục giấy tờ nhanh gọn nhất có thể. Nên là mình có xe cần bán, cần định giá, nhớ gửi thông tin cho em Dung nha. Số điện thoại 0888224668, hoặc anh chị có ghé qua showroom bên Dung ở số 52 đường Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2 nè, đối diện với chùa Hoa Nghiêm, thì anh chị nói là gặp Thảo Dung nha, để Dung đón và hỗ trợ anh chị được mức giá tốt nhất. Còn bây giờ mời anh chị đánh giá chi tiết chiếc Mazda 3 480 triệu này với Dung nha, xin mời. Rồi đầu tiên anh chị sẽ nhìn giúp Dung nè, đường nhập nổi trên capo nè, đây anh chị thấy không, đó, dưới ánh đèn ha, cực kỳ đẹp luôn. Còn Mazda thì cái đầu, phần đầu xe thiết kế rất là to nha anh chị, dài lắm, nên là nếu mà anh chị lái phải canh kỹ cái phần đầu xe, bởi vì nó dễ bị không canh không khéo là mình dễ bị chày mấy cái phần này nè. Đó. Rồi thiết kế đèn, ngôn ngữ đèn mắt nắng đơn giản này, mình có dạng bóng chiếu nhưng mà bóng là vẫn là bóng đèn ánh halogen nha, chưa có bóng led. Dưới này cũng vậy, mình cũng có đèn gầm ở dưới đây, phần nhựa đen này ở dưới đây không có thấy chày xước gì nhiều đâu nha anh chị, hơi xước nhẹ nhẹ thôi, còn lại thì nguyên bản hết, rất là đẹp luôn. Xe biển Sài Gòn đó, đi thoải mái. Rồi phía bên này đó, đèn trong veo 2018 mới có 30.000 à, đẹp cực kỳ đó. Anh chị thấy màu xanh ánh lên đẹp không anh chị? Đó, phần hông xe cũng vậy đó, anh chị thấy hông xe thiết kế Mazda đẹp cực kỳ không, màu xanh sang trọng. Rồi anh chị nhìn mâm vỏ nè, trước tiên mình xem cái phần phanh đĩa trước nè, đó con heo nè, mới nguyên rồi nha anh chị. À, mâm đơn giản cũng không thấy chày xước gì, vỏ thì cũng còn khá là dày ha, mới có 30.000 cây à. Đây gai gió còn nè anh chị thấy không, đó, đồ dày vỏ nè, đẹp không anh chị? Đó, nó sẽ không có quá nhiều đường dập lặn dập nổi đâu, nhưng mà nó vuốt cái đường xe nhìn rất là đẹp ha. Đó, màu xanh Carbonside, mở cửa thông minh bằng nút bấm, bên ngoài thì dán phim. Xe này thì bên Dung cũng cấp chứng nhận cho anh chị ha, xe không lâm đụng, không ngập nước nha, keo chỉ động cơ hộp số nguyên zin, đẹp cực kỳ chưa. Đây cũng vậy, chất da nè, mới nguyên à. Đó, bên Dung mà làm xe đẹp như vậy thôi, 2018 mới đi có 30.000. Rồi 480 triệu, xe có cửa sổ trời luôn nha anh chị, ghế da được lỗ nè. Đây chất da anh chị thấy còn đẹp ghê không, đó mới tinh nè. À, bản lề nè, keo chỉ nè, đó nguyên bản hết, bệ bước chân lên xuống cũng không thấy chày xước gì, xe thì còn nỉ sàn nỉ zin theo xe luôn. Đây con ngựa nè, để đồ thoải mái nha anh chị. Đó, phanh tay điện tử auto horn, rồi cần số anh chị nhìn nè, đó, mới nguyên chưa. Đó, hai vùng dàn lạnh tự động mát rượi à, rất là đẹp ha. Đó, vuốt cái dáng xe đẹp cực kỳ. Rồi anh chị nhìn keo chỉ phía sau nè, cửa sau nè, thấy dấu son đầy đủ hết luôn nha. Rồi phía trong đây, ghế nè, đó mới nguyên à,
Bề thì tay to luôn nha anh chị, để đồ để tay ngồi thoải mái luôn, để ly. Xe này phía sau mình không có cửa gió nha. Đó. Thông báo để anh chị xem cho nó dễ. Nè, dấu son ở dưới ghế nè. Nguyên bản hết. Đó, Mazda 3 được cái là cái hàng ghế, cái khoang lái anh chị nhìn nó rộng lắm. À, cửa sổ trời thoáng đãng nha. Hàng ghế sau thì mình ngồi ba người vẫn khá là thoải mái nha. Đây, khoảng để chân nè. Nó không có rộng được như là Altis hay là Civic ta. Chứ cái khoang sau này thôi, còn khoang lái thì nhìn vẫn rất là thể thao, rất là đẹp. Rồi, anh chị nhìn cái vỏ nè. Đó, đẹp không anh chị? Đó. Này, tuần thứ 3 2018 nha. Đó. Rồi, cái mâm nè, vỏ cái đĩa nè, chị thấy không? Đó, còn mới tinh nè. Thiết kế đèn tròn quen thuộc ha. Mà nhìn rất là đẹp. Muốn qua tới bên này, ngôn ngữ thiết kế đi tới giờ luôn cũng không có quê, tại Mazda họ không có thay đổi nhiều. Rồi, camera 4 cảm biến nha. Đó, đi thoải mái chưa? Này, gầm bệ nè. Đây anh chị nhìn nè. Đó. Đây. Đó. Ống bô nè, mới tinh chưa? Đó, đẹp không anh chị? Xe gầm thấp mà gầm dày là quá đẹp rồi. Rồi, cốp nè. Đây, keo chỉ cốp ha. Nguyên bản nha. Đó, chưa móc miếng keo mấy chỉ nào, mấy cái ti mấy cái dấu là còn nguyên hết. Đó. Không thấy chạy xước gì luôn. Đây cũng vậy. Rồi, cốp của mình thì mình để cũng khá là nhiều đồ anh chị nhìn nè. Đó. Sedan C ha, đó có cốp phía sau để đồ cũng khá là thoải mái. Rồi, vỏ sơ cua mới tinh nè anh chị thấy không? Đó. Đồ nghề thì còn đầy đủ nha. Quá rẻ à. Xe bây giờ rẻ rất là nhiều, đặc biệt là Mazda giảm giá rất là nhiều, 480 triệu thôi, xe 2018. Đây, tiêu hao nhiên liệu tầm 5 cho tới 8 lít nha anh chị. Sedan C đẹp. Nhìn mấy cái góc xe anh chị thấy vuốt cái xe đẹp cực kỳ không? Mâm vỏ phía bên này. Dấu son nè. Đó. Đây, anh chị nhìn nè. Cái mâm nè, đĩa nè. Nó mới tinh mà. Dày cui. Đi thoải mái, gầm bệ thì chắc nịch. Kỳ, đẹp quá. Giá bây giờ rẻ rất là nhiều rồi. Xe này anh chị mua đi gia đình là ngon lành, màu xanh quá đẹp nữa. Copy, da mới nguyên. Rồi về bước chân nè, đây không thấy chạy xước gì cả ha, chất da thì còn mới tinh. Dấu son ở dưới ghế nè, đấy. Rộng rãi, thoải mái, ha. Đi 5 người vô tư, gia đình trẻ đi là tuyệt vời nha anh chị. Bên này thì mình cũng có mở cửa thông minh bằng nút bấm. Rồi anh chị nhìn qua nè, cái dùng keo chỉ nè. Đó. Nguyên bản hết luôn. Đây cũng vậy, cửa thì auto ở cửa tài thôi. Đây. Mấy cái phím, mấy cái chữ ở đây thì anh chị thấy nó còn mới nguyên à. Rõ lắm. Rồi. Bản lề nè. Đây, cái này ha. Dấu son còn đầy đủ, chất da đẹp cực kỳ. Xe thì nội thất bên dung đã tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn luôn, nên là mình lấy về đi thôi anh chị, không có tốn chi phí dọn dẹp gì thêm. Sạch sẽ tinh tươm. Đây. Ga tự động nè. Lẫy số vô lăng nè. Đó, xe này Mazda này được cái động cơ nó 1.5 mà anh chị lên để sport á, đạp ga nghe cũng sướng á, cảm giác lái cũng tốt lắm anh chị. 33.000 cây. Rồi, màn hình dàn lạnh tự động nha. Mát rượi à. Cần số nè. 33.000, có chế độ lái sport, anh chị để sport lái cảm giác nghe phấn khích lắm. Phanh tay điện tử nha. Đúng bạn điều khiển. Rồi, cửa sổ trời thoáng đãng cho cả xe, à, thoải mái đó. Rộng rãi thoải mái chưa? Xe vậy đẹp như vậy, sang như vậy mà có 480 triệu à. Này, tính năng an toàn. Đó, chung cũng tươm tất hết rồi, mọi chi tiết thì bên trong đều còn rất là mới, do là đi ít có 33.000 thôi. Đây, mở khoang cabo cho anh chị xem nha. Rồi, tổng quát khoang động cơ nè anh chị.
cabo ha, xuống động cơ 1.5 mà máy nhìn cái đầu xe hoành tráng ghê. Đây cabo nè, dấu son nè, em xin lỗi cabo nè, ốc cabo chưa ra nè đó. Rồi anh chị nhìn keo chỉ nha, đó, nguyên bản hết luôn nha anh chị, zin theo xe hết đó, chưa mất miếng keo miếng chỉ nào, dấu son rồi này kia là còn đầy đủ hết. Đây vậy. Rồi anh chị nhìn xuống phần khung xương nè, nguyên bản hết nha. Đó. Đây cũng vậy, dấu son đầy đủ ha. Rồi. Đó. Đẹp chưa? Đó. Đây. Đẹp lắm anh chị. Nguyên bản hết 1.5 là cho cảm giác lái rất là tốt. Đầu xe to nè anh chị nhìn nè, nhìn cái phần động cơ nè. Đó. Nhìn là thấy chạy là thấy sướng rồi đó anh chị. 1.5 nhưng mà nhìn máy rất to, khỏe lắm, đi rất là thích. Dạ rồi, mời anh chị cùng nhìn ngắm lại vẻ đẹp của chiếc xe Mazda 3, xe 2018, đi được 33.000 cây, mang biển số Sài Gòn. Xe này thì đứng tên công ty, một chủ từ đầu nha. Dung đạn chào là 480 triệu, biển số Sài Gòn luôn đó. Cấp giấy chứng nhận chất lượng cho anh chị, không đâm đụng, không ngập nước. Keo chỉ động cơ hộp số là nguyên zin. Khuyến khích anh chị là có thầy thợ theo kiểm tra hoặc là mình đưa vào hãng để check là chắc cú nhất. Đó, sedan hạng C, đẹp, sang trọng, tiện nghi hơn, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, lẫy chuyển số vô lăng, ga tự động, tươm tất để mình sử dụng hết rồi. Ngôn ngữ thiết kế của Mazda thì rất là đẹp và đi không có bị quê do Mazda họ không có đổi mẫu nhiều. Mà giá bây giờ thì rất là tốt luôn rồi. Sedan C 2018 luôn mà có 480 triệu thôi. Anh chị quan tâm nhớ gọi cho Dung nha. Hiện tại thì kho xe bên Dung đang trống nha anh chị. Đó, đang cần mua thêm rất là nhiều xe luôn. Đầu tháng giờ chạy chỉ tiêu, đang cần mua thêm nhiều xe nữa. Thì bên Dung mua xe là mua tận nơi. Và đặc biệt nếu mà xe đẹp đi ít, giống như là chiếc Mazda vậy nè, bên Dung là làm xe đẹp như vậy thôi. Xe đẹp đi ít là bên Dung mua rất là cao, cao hơn thị trường ít nhất là từ 10 triệu. Nên anh chị mình có xe cần bán, cần định giá nè, hoặc là người thân bạn bè mình có, thì nhớ gửi thông tin cho Thảo Dung nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.